Cụm sàng ớt 24 giờ, ngày dài cũng sẽ qua. Thế thì tức là cái gì cũng sẽ hết. Sao mà anh cứ nhớ em hoài vậy ta? Lương bạc cứ chờ rồi sẽ đến. Xong nốt cốc nước này là lại phải vào ca. Thế thì tức là cái gì cũng sẽ hết. Nhưng sao mà anh cứ nhớ em hoài vậy ta? Hay là anh là một kẻ lạ kỳ, chỉ nhớ em thế để đành đoạn qua đi. Dẫu em biết rằng là vây chắn đường gì, cứ nhớ em suốt thì thời giờ sẽ phung phí. Thế cho nên em à, chuyện nào cũng sẽ kết, chỉ khác là tức thời hay còn phải dài lâu. Em cũng biết mà, cái gì cũng sẽ hết, nên là anh chẳng nhớ em hoài được đâu. Nhớ em không cần lương.